ở Âu Mỹ. Âu Mỹ. Cách nghiêng nhiều nhất là về Âu Mỹ. Âu Mỹ. Cappuccino. Đen đá. Trà đá. Cà phê sữa đá. Cà phê sữa đá. Trà sữa chân châu. Ồ. Bún đậu. Bún đậu. Bún trà. Đậu. Bây giờ là yêu mèo. Chó. 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 Yêu mèo. Chó. Chó. Dép lào. Sneaker. Chắc chắn sneaker. Sneaker. Một thùng. Sơ mi. Anh có thức ở thùng à? Sơ mi. Khi tắm. Khi mà ngủ đủ giấc. Khi ngủ. Thiếu ngủ. Mình cũng làm bên phim hoặc là làm đầu bếp. Cho nhiêu cho, không quan trọng. Bao nhiêu cũng được. Điện thoại bóp tiền và thẻ ATM. Xịt mũi, eyeliner và lipstick. Đồng hồ, phụ kiện, giày. Bóp, đồng hồ và áo lạnh. Ai là người nấu cơm? Khỏi hỏi tôi đó. Ai là người giặt đồ ạ? Thỉnh thoảng. Ai ngáy to hơn ạ? Không ai ngáy hết trơn á. Chị Phương thích ăn gì nhất ạ? Thích ăn đồ ăn của trường Trang Náo. What? Cởi áo. Mệt vì chưa có người yêu. Nhạc. Hey, không ăn chữ ai, đó em tìm được ai giống ăn thứ hai. Hey. Đỏ hay vàng à? Đỏ. Giỏi nhau thì Hòa sẽ bên ai ạ? Chết rồi. Bên nghe Eric. Hòa. Không phải tại Phúc không rõ. Trong ba người có ai dám để mặt Ngọc ra đường không ạ? À? Không, đây không. Đây không phải đâu. Ui, ui, ui. Đây không, đây không. Còn hai đứa em là hai, ba. Không. Lần này thì có Tiki đi cùng nhưng mà không phải là đi cùng tại Việt Nam mà cùng nhau đi qua tới châu Âu. Và Thi hy vọng rằng với cái sự trở lại này và không đi một mình như thế thì sẽ mang đến cho tất cả mọi người một MV thật là đẹp, thật là lãng mạn và cũng không kém phần hấp dẫn. Đây là một dự án rất là hay khi, bởi vì hai bên sẽ cộng tác với nhau để thúc đẩy cả thương hiệu Tiki cũng như là hình ảnh ca sĩ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Anh nghĩ đây là một dự án rất là hay và vừa có thể quảng bá cho Tiki và vừa có thể quảng bá cho nghệ sĩ. Đây là dự án cùng đồng hành, cùng có thể phát triển được. Tốt, tốt. Tại vì nghệ sĩ cũng cần nhiều người đồng hành để có nhiều sản phẩm hay hơn. Với lại khi mà có người đồng hành cùng thì mình sẽ không bị hạn chế về ý tưởng. Anh cảm thấy là nó rất là hoành tráng và rất là tạo rất là nhiều cơ hội cho nghệ sĩ. Thì sẽ suy nghĩ trong mấy giây nha. Thế đấy là ngôi hội bạn. Đâu? Hồi dài có ai mà đọc, hồi dài có ai mà đọc. Tiki đi cùng sao Việt. Yeah.